Thường xin chào tất cả anh chị bạn nhé. Thì ngày hôm nay Thường sẽ chia sẻ đến cả nhà chúng ta đó là một kẹp thùng hông, cái loại vuông không có đèn. Đây, không có đèn official, không có đèn hậu đây nè cả nhà. Đó. Thì cái mẫu này nó là cái loại tầm trung, có chiều rộng là 17 cm, nó chỉ phù hợp với những dòng mà cruiser, những cái dòng mà chúng ta xe chúng ta, kích thước xe chúng ta nó hơi dài và nó hơi to đó, thì anh em ta mình mới lắp được cái mẫu thùng này, nhìn nó đẹp, nó cân đối. Ví dụ như những cái dòng, ví dụ như là Rebel 125C này, Rebel 150, Rebel 175, Rebel 250 và những dòng mà Suzuki, ví dụ như là Suzuki GZ 125, Suzuki GZ 150, những cái dòng Vulan rồi đó, LA rồi vân vân. Những cái mẫu đó thì anh em ta mình lắp cái mẫu thùng này nó rất là đẹp. Do thứ nhất là cái chiều xe, chiều dài xe chúng ta nó có đặc điểm là nó dài. Thứ hai là cái máy chúng ta nó to đó, thì anh em ta mình lắp nó mới nhìn, nó mới cân đối được. Cái đầu xe nó hơi to thì nó cân đối được. Thì cái về cái chiều rộng của cái thùng này, lúc nãy Thường có chia sẻ, giờ Thường đo luôn này. Đây, chiều rộng là 17 cm đó. Rồi cái chiều dài của cái thùng này, chiều dài của thùng là đây đó, 42 cm anh em. Và cái chiều cao đây, chiều cao từ phía dưới đế lên này cả nhà, chiều cao từ phía dưới đế lên là 26 cm, 27 cm, 27 cm đó. Thì việc cái khóa này, khóa là khóa nhìn rất là đẹp, rất là cổ kính. Khóa là khóa chụp xong rồi chúng ta sẽ khóa phía dưới đây đó, chúng ta sẽ cái thùng chúng ta sẽ tháo ra như thế này. Thì ở bên trên của thùng á, thì bên nhà máy của Thường sẽ tặng kèm cho anh em ta một cái, đây là cái cây cây ngang liên kết giữa hai cái đuôi thùng để cho nó gia cố cho nó cứng cáp hơn. Và đây là cái bộ bát ốc vít đó, bát vít để anh em ta mình lép vô luôn này, đó mình lép vô mình liên liên kết giữa giữa cái xe đó, thứ nhất đó mình liên kết giữa cái khung xe và cái, mình gia cố vô vô cái xe của chúng ta đó. Thì nó có bốn cái điểm gia cố như thế, thì anh em ta mình khi mình lắp tại nhà thì mình sẽ canh chỉnh. Đây một điểm này, một điểm gia cố đây, một điểm gia cố phía sau, và đây ở phía sau đây chúng ta sẽ bắt cái cây ngang lúc nãy Thường chia sẻ, bắt ngang qua và chúng ta gia cố thêm vô xe cho nó cứng cáp. Cái bộ khung của chúng ta nó cứng cáp là cái thùng ta lắp rất là đẹp. Thì cái bộ thùng của chúng ta nó liên kết với cái khung này đây đó, khung á, thì nó sẽ thông qua cái ron cao su chống rung và bát ốc vít đây. Khi mà gửi hàng cho anh em ta thì nhà máy sẽ đóng anh em ta liên kết cái khung với cái thùng luôn. Nó có ron cao su chống rung này, hai điểm bên bên hông và hai điểm phía dưới đây đó, thì là thành bốn điểm liên kết. Thì anh em ta mình nhận hàng thì đây là mẫu nhựa ABS. ABS là đặc điểm là có màu trắng đục, rất là dẻo, chống chịu nhiệt đó. Anh em ta mình lép vô đây thoải mái. Và cái nếp của nó là có ron cao su. Thì cái đặc điểm cái loại thùng đây nó giống như kiểu của Suzuki GZ 150, nhưng mà cái loại đây nó sẽ rẻ hơn. Giá hiện tại tại nhà máy là 1.880.000 đồng cho anh em ta nhé. Còn những cái mẫu của Suzuki thì rất là cao, tới 3 triệu, 3 triệu rưỡi cả nhà. Thì anh em ta mình hay chơi xe hay ghé các hãng thì mình cũng biết cái giá rồi, rất là cao. Bình thường là phân phối trực tiếp từ nhà máy cho anh em ta. Thì cái mẫu này vuông vuông nhiều anh em ta rất là thích đó. Thì cái bộ khung của khi mà lắp vô thùng nó như thế này, đây là khung bên hông. Thì cái chiều dài giữa cái tâm trước này đây đó, tâm lỗ trước và lỗ sau, tâm lỗ sau này là 60 cm nha cả nhà đó, 60 cm. Rồi 60 cm đó, để anh em ta mình lưu ý. Và ở trên đây, ở trên cái khung dài này sẽ có hai cái bát lúc nãy để mình lép, mình gia cố hồ xe cho nó cứng cáp đó. Khung của chúng ta nó như thế này, khung chúng ta nó sẽ vòng với cái thùng đây, đuôi thùng đây vòng qua đây đó, đây đây đó, cái khung chúng ta như này vòng vòng ra phía trước, trước thùng này, đây là gọi là phía mặt trước, vòng qua như thế, rồi vòng xuống phía dưới dưới cái đuôi thùng này để chúng ta liên kết với cái đuôi thùng đó, liên kết
có bát đồ rất là tốt. Rồi chạy về ông lên đây, ra phía trước đó. Thì mẫu thùng này nó vuông vức, nhiều anh em ta mình thích, mình có thể mình thay thế cái mẫu zinc của Suki á. Đó, thì sẽ bao gói cẩn thận cho anh em ta luôn nhé, để đo khoảng cách lỗ cho anh em ta luôn. Đây, khoảng cách lỗ giữa hai giữa cái thùng, cái mặt trên, mặt không của thùng là 20 cm, khoảng cách lỗ là 20 cm nha cả nhà. Khoảng cách lỗ là 20 cm và khoảng cách cái lỗ phía dưới này. Đây, khoảng cách lỗ phía dưới thì nó khoảng cách lỗ phía dưới nó ngắn hơn. Tâm lỗ luôn là 10 15,5 cm. Đây. Tâm lỗ của chúng ta là 15,5 cm. Đó. Đây là cái mặt dưới của nó, không, có liên kết hay không rồi đó. Bát rồi rất là cứng cáp cho anh em ta luôn nhé. Cái đây là cái mặt phía dưới nha cả nhà. Đó. Mặt phía dưới nó sẽ bo keo như thế này luôn cho anh em ta mình nhìn kỹ rõ hơn. Đó, mặt bên hông này, ở bên ngoài, phía bên ngoài là trơn, nó không có bảo vệ nhé. Đó là mẫu là cổ điển của Brinket của phương Tây mà nó thiết kế như kiểu như thế này nha cả nhà. Đây là cái khóa, khóa theo kiểu hoàng gia phương Tây luôn. Đó, khóa lại như đây. Đây này anh chị bạn, thì khi mà mình đóng gói thì bên nhà máy của mình thì sẽ đóng cho anh chị chúng ta kiện hàng như thế này nhé, được bao bọc rất là cẩn thận. Ở bên trong được cái giấy trắng bên trong, đây là giấy giấy mịn để tránh nó bị ma sát bên trong trong quá trình vận chuyển á, nó không bị trầy cái lớp sơn của ta. Rồi thứ hai đây là sẽ được gia cố bằng keo liên kết giữa hai kẹp thùng lại với nhau. Nó cái viền cái khung thì đã được lắp vô cái thùng rồi, sẽ được gia cố lại một đầu này đó, bó bó keo lại một đầu này, rồi ở phía giữa nữa, phía giữa sẽ được chỉnh lại, vít keo lại cho nó cứng. Và cái đầu này, đó bên trong đây, cái đầu đây là ở phía đó, cái đây là ở phía shell này, sẽ được vít lại, vít là mình keo luôn đó. Nó sẽ được kiện, chúng ta sẽ được tạo thành một khối thống nhất á, trong quá trình vận chuyển nó không bị ma sát giữa cái khung và cái thùng thì nó sẽ không bị trầy. Đây thì cái kiện chúng ta sẽ được đóng gói nó kích thước như thế này này đó, kích thước như này đó, kích thước là cái chiều rộng của cái thùng, của cái thùng đóng gói là 47 cm. Đây chiều dài rất là dài luôn, chiều dài là 64 cm nha cả nhà. Đó, đóng gói là 64 cm. Rồi cái chiều cao giống như cái thùng lúc nãy thường chia sẻ, chiều cao là 33 cm. Đó, 33 cm. Rồi, thì kiện hàng của anh em ta sẽ được đóng gói cẩn thận như thế, bao bọc lại cẩn thận để tránh cái trường hợp mà trong quá trình vận chuyển hàng từ chỗ nhà máy của Thường đến anh em ta thì không xảy ra các vấn đề, ví dụ như bị trầy hàng hóa này, hay là giữa xảy ra cái giữa va chạm giữa hai cái thùng bên trong đó, hoặc là nó ma sát giữa cái khung và cái thùng đó. Khung cũng được bao lại rất cẩn thận đó, không như thế này, khung thùng bao lại, vít lại rất là cẩn thận cho anh em ta. Rồi thì mọi chi tiết á, thì anh em ta mình có thể vui lòng truy cập vào website hoimeixe.com nhé, hoặc là liên hệ trực tiếp qua Zalo của Thường. Ở phần tin nhắn chờ đó thì anh em ta mình nhắn qua Zalo ở phần tin nhắn chờ là 037 932 0944 thì Thường sẽ hỗ trợ anh em ta được tốt hơn. Nhiều anh em ta mình gọi nhiều khi là các bạn hỗ trợ chúng ta nó không được kịp thời, trong khi ví dụ như một anh em đang hỗ trợ một anh em đây thì anh em khác lại gọi thì đang đường dây nó bằng á, thì anh em ta mình có thể mình nhắn qua tin nhắn chờ của Zalo thì các bạn cũng như Thường sẽ hỗ trợ anh em ta đó, trong cái thời gian sau khi đã nghe mé xong, đã nghe mé của các anh chị em khác rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ta ở những video tiếp theo nhé.